Deva Shop xin chào toàn thể anh em yêu thích bật lửa độc lạ của Deva. Hôm nay thì Deva Shop xin giới thiệu cho anh một cái phiên bản bật lửa cũng như là đẹp nhất được thiết kế theo cái form Lan Hue trong năm 2022 này mà Deva Shop mới về được. Đây là một phiên bản của hãng Calorie. Đó, như anh thấy này. Thiết kế giống hệt như những chiếc bật lửa Lan Hue, nhưng mà đặc biệt đây là phiên bản dùng bằng xăng đá nhé. Đấy, dùng bằng xăng đá này. Rất là đẹp đúng không ạ? Và giá của nó thì cũng mềm hơn Lan Hue rất là nhiều. Chiếc này thì được demi giữa vàng và trắng, rất là sang trọng. Đó, rất là đẹp. Và trong video này thì em sẽ hướng dẫn các anh châm xăng và thay đá cho cái chiếc bật lửa Calorie này nhé. Để châm xăng thì rất là đơn giản thôi. Những cái dòng cao cấp này thì chúng ta không cần phải sử dụng đến cái dụng cụ gì, tốn thời gian. Bảy cái nắp nền đây này, dùng tay thôi, vặn nó ra này. Và sử dụng xăng thì chúng ta nên sử dụng xăng của Zippo nhé, xăng chuẩn của Zippo nhé. Đây, ở trong này thì chúng ta sẽ có cái phần để chúng ta bơm xăng vào. Chúng ta châm xăng trực tiếp vào cái lỗ này nhé. Đây, em sẽ châm xăng cho anh xem này. Đó, sử dụng xăng Zippo chuẩn. Bên em có cung cấp xăng đá của Zippo, anh nào quan tâm thì cứ inbox qua cho em. Đó, tránh sử dụng những xăng đá dởm nhé. Dùng xăng đá không chuẩn nó sẽ hỏng bật lửa, hỏng bông bấc. Đó, châm một lượng vừa phải thôi. Rồi, đóng nắp lại. Đây, đóng nắp nó lại, vừa rớt mất cái này. Cái này thì các anh thay thì chúng ta nên cứ từ từ thôi, đừng vội vàng quá. Đó, như vậy là chúng ta đã bơm xăng xong. Và giờ thì thay đá nhé. Nào qua đi. Tay em hơi nhiều mồ hôi. Đây, thay đá thì chúng ta vặn này ra này. Đây, ở trong cái phần này nhé, các anh để ý này, nó có cái nút này. Đây, nó có cái nút này. Chúng ta bấm cái nút này xuống. Đây, bấm nó nút. Bấm nó xuống này. Cái phần này nó sẽ tự động bật ra và trong đây là đá. Nó rất là giống Lan Hue. Và khi thay đá mới thì chúng ta cứ bỏ hết đá cũ ra và chúng ta thay đá mới vào thôi. Nó rất là dễ sử dụng. Bấm nó vào. Đây, em làm lại một lần nữa này. Nó có một cái nút vừa để chúng ta để cái móng tay vào luôn. Bấm nó vào. Sẽ tự động bật ra. Đó. Nếu mà còn đá cũ còn một tí bên trong thì nó dốc hết ra, chúng ta thay đá mới vào. Hết rồi thì chúng ta chỉ cần thay đá mới thôi. Và bấm nó lại. Đấy, giờ em sẽ lên lửa này. Các anh để ý nhé. Đây. Đó. Rất đẹp. Và giá của chiếc Calorie này là 1 triệu. Anh nào quan tâm thì inbox qua cho em nhé. Xin chân thành cảm ơn.